Rồi, hello anh em ha. Đây là trưa thứ 6 ngày 10 tháng 11 nha anh em ơi. Hôm nay em cũng canh đúng ngày lương luôn, sẽ lên rất là nhiều gà cho anh em luôn ha. Trước mắt anh em là top 15 con cháp một tháng nha anh em ơi. Nói một tháng chứ nó cũng 40 ngày rồi nha. Đó, 15 em ha. Mái nhiều nha, đợt này mái rất là nhiều luôn. Dành cho anh em nào mai mốt mà muốn bắt những con này rồi nuôi lớn lên gia công là ok đó nha. Anh em nào mà cần bắt cả trống lớn hơn á thì em bắt trống ở cái top cháp 3 tháng lên cho anh em luôn. Đó, ghép vô những gà mái này thì nó ok hơn ha. Sau này những con gà này mà nó rớt trứng sò á là ăn trống là nó cổ nó tốt rồi. Anh em để xong cái lưới trứng sò á là ăn gà trống là cổ nó tốt là anh em bỏ vô là anh em có thu hoạch luôn ha. Nó tốt hơn là anh em bắt trống của những cái top này. Trống nó khác bày nhau thì anh em mang vô cảnh độ được luôn ha. Thứ nhất là nó không có trùng. Thứ hai là trống nó cổ nó tốt, nó lớn tháng hơn thì nó cổ nó tốt hơn rồi. Đó, mình bỏ vô là hợp lý luôn ha. Rồi, giá vẫn như cũ nha anh em ha. Top này thì cứ 300 một em. Đó. Anh em nào bắt 5 em thì em bao phí ship, anh em nào bắt 10 em thì em tặng một. Hôm nay trống giáp 3 tháng thì em có tầm hơn 10 con á. Nên ghép vô bộ này thì rất là hợp lý luôn ha. Đó, dành cho anh em nào vốn ít muốn bắt những con này nhỏ nuôi lên, vừa có cái thú mà nó vừa nhẹ chi phí cho anh em nữa. Rồi, tiếp theo là một top cháp 3 tháng nha. Anh em chú ý đón xem nha anh em ơi. Chào anh em.